Bắt đầu tìm lên cõi trời, thấy các vị chư thiên không phải lao động vất vả, không phải làm những cái việc bất tịnh, khổ sở như thế gian này. Các vị ấy có thể tự hóa ra, hiện ra những cái việc cần dùng. Vị ấy cần thức ăn, vị ấy có thể dùng cái ý muốn của mình tạo ra thức ăn. Vị ấy cần y phục, có thể dùng ý muốn của mình tạo ra y phục. Cái thức ăn nó vào bụng nó biến mất, nó không cần đi lại tiểu tiện, nên là các vị ấy không cần phải xây nhà vệ sinh. Ở trên đấy không có những cái sự ô nhiễm, cho nên là người ta không phải lau dọn quét chùi những cái sự bẩn thỉu như thế gian. Vậy thì cái việc làm người ta là gì? Đó là chỉ ca nhạc múa hát, rồi là sống trong hí tiếu, sống với những cái niềm vui ngày qua tháng nọ. Vậy thì có cái gì là khổ không? Vẫn khổ. Bởi vì cái hạnh phúc đấy, cái an lạc đấy, cái vinh quang ấy, cái hào nhoáng đấy, nó vẫn được xây dựng trên cái giả tạm, cái vô thường. Tức là nó luôn luôn sinh diệt. Cái niềm vui ấy, nó vui quá, nhiều vị chư thiên vui quá mà chết vui, chết trong cái hí tiếu, chết trong cái niềm vui. Có cái vị thì lại chết trong cái tâm ngã mạn, nghĩ rằng mình hơn người khác. Có những vị chết trong cái tâm ghen tị, thấy rằng mình có hào quang kém người khác. Bởi vì ở đâu còn cái thân, còn cái tâm, còn cái danh sắc, thì ở đấy vẫn còn có cái khổ, có cái sự vô thường, có cái sự sinh diệt ở trong đó. Vậy tìm ở cái cõi chư thiên, dù là có vui hơn ở cõi nhân gian, hơn ở cõi nhân loại, nhưng vẫn không phải là khổ. Cũng chỉ nó chỉ là một cái sự, một cái khổ nó vi tế đi, chứ nó không phải là nó không có. Thì ở cái cõi địa ngục thì cái cõi khổ nó rất rõ ràng, nhưng mà đến cái cõi súc sinh là cái khổ nó đã giảm đi rồi, nhưng mà đến cái cõi nhân loại con người này thì cái khổ nó đã giảm đi rất rõ rệt so với ở cái cõi súc sinh. Nhưng mà đến cái cõi thiên giới, các vị chư thiên, thì cái khổ nó lại vi tế hơn ở cõi người. Rồi tìm lên cái cõi phạm thiên, các vị phạm thiên thậm chí không cần phải ăn, các vị ấy cũng không tìm cái niềm vui từ ở cái sự phải đi tìm kiếm thức ăn, ca nhạc múa hát. Các vị phạm thiên cũng không ưa thích những cái đó, mà các vị đấy chỉ có tìm niềm vui ở trong cái sự an trú trong các cái tâm thiền. Các vị đấy với cái tâm trú ở trong thiền, sống ở trong cái hỷ lạc của các cái pháp thiền mà các vị đã thành tựu, thì lại còn cao thượng thù thắng hơn. Nhưng mà trong những cái tâm thiền ấy được hưởng cái sự hỷ lạc rất là sung mãn đấy, nhưng mà những cái hỷ lạc đấy nó cũng sinh diệt liên tục, nó cũng không có tồn tại mãi mãi. Cho nên là nó vẫn có cái vô thường, có cái khổ ở trong cái vô thường, và có cái vô ngã ở trong cái khổ đấy. Cho đến các vị mà phạm thiên cõi vô sắc giới, các vị ấy nghĩ rằng có cái thân này thì sẽ có già, có bệnh, có nhiều cái tai hại, có nhiều cái mệt nhọc, có nhiều cái nặng nề, có nhiều cái phải chăm sóc. Vậy ta hãy trú ở trong cái trạng thái vô sắc, rồi sinh về cái cõi vô sắc, chỉ có tâm mà không có thân. Thì các vị ấy sinh về đấy chỉ có thọ tưởng hành thức mà không có sắc, không có thân. Thì các vị ấy là vui hay khổ? Thì các vị ấy so với các vị phạm thiên thì hạnh phúc hơn, an vui hơn, bởi vì không còn cái thân, không còn cái sự nặng nề, chỉ còn cái trạng thái của tâm. Nhưng mà cái tâm nó vẫn luôn luôn sinh diệt, vì nó sinh diệt nên nó là vô thường, vô thường nên nó là khổ, là vô ngã. Bởi vì vậy cho nên là ở đó vẫn còn có khổ. Vậy thì với một cái sự thật tuyệt đối, cái sự thật tuyệt đối mà một cái điều mà Đức Phật giảng cho những người có thượng trí hiểu ra, thì thấy rằng là không có cái hạnh phúc thật ở thế gian này, mà chỉ có cái khổ mà thôi.